Chiều 8 tháng 7 năm 2021, tại cuộc họp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và các sở ngành về công tác phòng chống dịch COVID-19, ông Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai đã công bố quyết định giãn cách theo chỉ thị 16 toàn tỉnh từ 0 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2021, thời gian là 15 ngày. Giãn cách theo chỉ thị 16 sẽ áp dụng theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn ấp cách ly với thôn ấp, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh. Trước đó, tại cuộc họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết từ làn sóng dịch COVID-19 thứ tư đến nay, Đồng Nai có hơn 110 ca nhiễm COVID-19 từ cộng đồng, hầu hết liên quan đến các ổ dịch từ thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Nếu không quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống, dịch sẽ nhanh chóng lan rộng, đặc biệt là các khu vực tập trung đông người như chợ, siêu thị, khu nhà trọ công nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp, làm tê liệt hoạt động kinh doanh sản xuất, ảnh hưởng kinh tế, đời sống của người dân. Theo bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, hai bệnh viện chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19 là Bệnh viện Phổi Đồng Nai 60 giường và khu C của Bệnh viện Gia Liễu Đồng Nai 60 giường đã đầy bệnh nhân. Hiện tỉnh đang gấp rút triển khai bệnh viện dã chiến để sẵn sàng đón nhận khi có bệnh nhân mới. Trước đó, chiều 7 tháng 7 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, để phòng chống dịch COVID-19, từ 0 giờ ngày 9 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh giãn cách toàn thành phố theo chỉ thị 16/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian 2 tuần, bắt đầu từ 0 giờ ngày 9 tháng 7. Trước tình hình trên, sáng 8 tháng 7 năm 2021, tại cuộc họp với thành phố Biên Hòa về công tác phòng chống dịch, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, nhận định trong ngày 8 tháng 7, số lượng người từ thành phố Hồ Chí Minh về Đồng Nai sẽ rất lớn. Vì vậy, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các tổ COVID-19 ở cộng đồng cần được kích hoạt ngay và hoạt động tích cực để phát hiện sớm những trường hợp từ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương và kịp thời xử lý. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.